Là một cái hom chúm các bạn ạ, làm một cái hom chúm bằng nhựa mà muốn nó đẹp ấy, thì rất là đơn giản thôi. Đây là một cái hom của cái ống nhựa 60 đấy, sau khi cắt rồi thì nó hình dạng nó như thế này, như rất nhiều bạn đã làm đấy. Và thường thường đến cái công đoạn mà hơi nóng ấy thì ta hay cầm bằng tay, cầm tay như thế này thì nó thứ nhất là nó không đều, nó túm nó không đều này, thứ hai nữa nó nóng đấy. Thế muốn làm cho nó đẹp ấy thì ngoài cái việc mình cắt những cái nan này nó đều này, rất là đều, chia đều và cắt nó đều. Thế còn cái phần túm ấy thì muốn nó đều thì ta cho vào cái ống này, cái ống 34 đấy, có thể ống 40, 42 cũng được các bạn, miễn sao nó nhỏ hơn cái ống 60 này thì vô đây nó sẽ túm, cái khuôn của nó túm như này, nó túm rất là đều, nó túm rất là đều và nó giữ ở đây. Nó giữ như này. Thế thì mình chỉ việc hòa vào thôi, và mình phải chuẩn bị sẵn một cái nước để làm mát, làm nguội nguội nhanh để cho nó cứng vào luôn theo ý của mình, thế thôi. Nghe, bắt đầu tôi khỏi nhá, tôi đã nói thôi, họ vào đúng cái chỗ mà mình cần muốn rồi, vào cái chỗ phần nan và phần không tròn của nó. Thế thôi là nó đã túm vào rồi, thì trong vòng mấy giây thôi là nó đã túm vào rồi, túm rất là đẹp. Tiếp tục đến cái bước sau ấy là ta mài mài một phần này, khoảng 2 phần 3 từ đầu này đến đây, mài nó mỏng đi một chút, vuốt đi, mỏng mà nhẵn, để cho con lươn khi nó chui vào nó rất nhẹ nhàng, cái nó đã chui được qua cái hom này rồi, nó không phải cố sức. Thì khi nó con lươn nó chui vào một cái này nó sắc hoặc là nó cứng quá ấy, thì con lươn nó nhột nó sẽ không chui vào các bạn ạ. Là đến công đoạn mài này, mài ta làm một cái khuôn đấy. À, cái này. Sau khi uốn nóng mài giũa hoàn chỉnh thì được một cái hom nó như này. Tuy nhiên nó không thể đều tăm tắp ở cái đầu này được, nó vẫn hơi bị xô lệch một chút, nhưng mà muốn đều thì ta chỉ cần hơ cái này một tí cái được thôi. Ví dụ cái nan này nó hết chan như thế này thì chỉ cần hơ nhẹ tí là được thôi. Thêm một tí lại được. Sắp vào đây. Nhẹ cái là rất là chắc, không cần phải gì cả. Thế nhưng mà khi mà tháo ra ấy thì phải có một cái que ở đây. Chỉ cần nhẹ cái vào rất là chắc.